Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình nha. Thì clip lần trước mọi người ủng hộ mình tới tận là 1.700 like luôn các bạn ơi, thậm chí còn hơn nữa. Ok, thì mình rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Thì nhiều yêu cầu của bạn thì hôm nay mình sẽ hóa trang thành anh da đen để đi leo tháp vô cực nha các bạn ơi. Rồi ok, mọi người đã thấy đủ đen chưa? Nếu mà đủ đen mọi người cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Mong clip này là được 701 like nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ vô tháp vô cực mình sẽ chơi nha mọi người. Ok, rồi mới vô là cặp ngay cái màn đầu tiên, cái màu đỏ chét rồi các bạn ơi. Rồi nhảy hai bậc thôi. Thì cái này là nhảy hai bậc nha các bạn ơi. Thì mình tập quen thì nó quen rồi các bạn. Còn bạn sợ mà cứ đi một bậc cho mình nha. Thì không biết hôm nay anh da đen không biết cái đen hay không đây. Thì mong là anh đen thôi chứ đừng có té nha. Thôi đen quá thì cũng không được. Ok, thì nói chung là đen vừa vừa, nói chung là kỹ năng mình nó vẫn không có đen ra lắm nha. Ok rồi, cái màn này cũng khá đơn giản các bạn. Cái này cứ đi vòng tròn thôi. Đó, nhảy qua bậc này xong rồi mọi người đi cái chỗ này, mình thấy cái chỗ này đơn giản nhất luôn á. Cái này mà không ai qua được hơi vô lý, nhưng mà các bạn xài điện thoại kiểu như là nó sẽ lướt sẽ khó hơn một chút xíu nha các bạn. Rồi còn 3 phút nữa các bạn ơi, cái màn này cũng khá là đơn giản như đang giỡn nè. Rồi ok, nhảy lên cầu thang này, nó xong rồi lên từ nó lên móc các bạn. Rồi cái chỗ đi qua bên đây đó, cái chỗ này đơn giản hơn nè. Mong là chuẩn bị là sắp tới, cũng bị sắp cập nhật các bạn. Ngày 8 tháng 1 là cập nhật rồi. Thì chuẩn bị sắp tới, còn cái may còn có vài ngày nữa thôi các bạn ạ. Rồi nhảy qua đây. Nhảy qua đây, ở cái chỗ này có một đường tắt nè mọi người, nếu mà ai chưa biết nè. Qua đây xong rồi nhảy qua đây. Còn móc thẳng đây luôn. Rồi mình nhảy qua đây nha các bạn. Rồi nhảy qua đây. Rồi nhảy lên đây, xong rồi nhảy lên đây. Đó, xong rồi nhảy qua đây luôn. Đó, chúng may quá. Cái cục này nó vừa tiếp đón mình luôn nè các bạn ơi. Rồi nhảy qua đây các bạn ơi. Ui giời. Được cụ lá luôn các bạn ơi. Rồi cái chờ thanh kia thôi. Thế là mình được hàng máy đây. Thế là mình ủa mình xong rồi à, từ các bạn từ bình tĩnh thôi, tí nữa là té là to ngay rồi. Ok, thế mình được hạng 2 nha các bạn ơi, lần đầu tiên của các bạn ơi, mới vô là được hạng 2 rồi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Rồi ơi, làm thêm ván nữa màu xanh xanh cho nó ấm áp các bạn ơi. Rồi còn 2 phút mấy kìa, không biết là có lên không nữa, không biết lúc mà nó reset điểm xong mọi người nhảy mọi người còn bao nhiêu phút. Thì mình lúc mà cao nhất hình như lớn nhất là còn 5 phút các bạn ơi, đâu đó nha các bạn ơi. Rồi cái chỗ này mình hay nhảy theo cảm giác này. Đói, móc qua là tối rồi, cái này sợ lắm nha. Rồi móc qua các bạn, cái này đơn giản thôi các bạn ơi. Nhưng mà cứ nhảy nhiều lần thì nó sẽ quen hơn các bạn. À, ok, rất chi là quen luôn nha. Rồi cái đường này cũng đơn giản như là đang giỡn như là ăn cọng mì nè. Trời ơi, lên cầu thang trời ơi. Ui cái chỗ này hơi căng nè. Tới cái chỗ này căng đầu, từ từ nhá. Rồi cái chỗ từ. Ôi trời, cái chỗ này mình đi nhiều lần nó mới qua được như vậy ấy. Rồi một đường tắt nữa nè. Nhảy lên. Rồi sụi hên quá. Tí nữa là toàn. Rồi chỗ này đi 2 bậc nha các bạn ơi. 2 bậc luôn. Rồi, đường ông nhảy qua đây luôn. Mày phóng đây luôn. Rồi phóng lên đây. Rồi ok, sắp hạng mặt rồi, đứng chạm. Từ từ nha. Rồi. Ok, hạng máy đây các bạn. Ok, hạng 4 các bạn ơi. Xịn ngay mà luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nha các bạn ơi. Là ôi trời ơi, trời tí nữa chạm vô bà toàn ơi, tí nữa là đây rồi. Rồi nhảy qua đây. Rồi, cái chỗ này có một cái đường mẹo nè. Rồi, nhảy qua luôn nha các bạn ơi. Cái cục màu trắng trắng ở phía sau nó sẽ đẩy tới. Ui. Gì đây? Bên gì đây? Ruby Bushi ở bên kia kìa. À, cái con mặc áo hồng các bạn ơi. Rồi dám đua mình hả? Ok, đua luôn. À, ok rồi, bạn ấy mặc xe lửa. Ok. Hơi hài hước đấy. Rồi đi trước nha. Đi trước nha, lên đây. Rồi móc vào đây. Rồi qua đây đó. Còn đúng 5 phút các bạn ơi. Cái này mình cũng hơi nói chung là mọi người lên đến nhanh nhưng mà tùy theo cái mát nữa các bạn. Rồi nhảy qua đây. Ui, qua đây rồi nhảy bên thanh này luôn, mình có hay nhảy bên thanh này cho nó chắc các bạn ơi. Đó, qua đây rồi xong rồi lên cầu thang nha các bạn. Rồi cái chỗ này nè, cái chỗ xe bánh xe xay này thì mọi người cứ né mấy cục trắng đó. Hồi xưa mình lần đầu tiên mình đi nó cũng hơi giảm nhiều lắm nhưng mà bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Rồi lên các bạn ơi, lên. Ui mới đây là đã lên tháp rồi, còn đúng 4 phút 54 mấy giây kìa. Rồi thế mình hàng 1 nha các bạn. Rồi làm thêm quán nữa các bạn ơi, trời ơi một cái cầu xanh xanh nữa. Rồi qua đây các bạn. Ồ, chuẩn bị sắp hình tròn phía trên nha mọi người. Ý, chết rồi, sắp hết thời gian rồi. Từ từ, bình tĩnh, đừng có dế nha. Rồi xong rồi đi hai bậc luôn nè. Rồi hai cục hình tròn luôn, may quá vừa đủ đè đi. Nhưng mà hôm nay anh da đen. Ui, trời ơi, đừng có đen nha. Mong là đừng có dấp con kia hay là dấp phải một nấy trải chuối nào đấy. Nó bị dậm ngay trúng cái vỏ các bạn ơi. Trời ơi, trượt kìa. Thấy chưa, đó, đây này. Ông nào ăn chuối nên làm tôi phải trượt chân đây này. Rồi, nhảy qua đây nha các bạn ơi, nhảy liên tục thôi. Lúc đầu mình đi từ từ à, lúc sau mình đi cứ quen là mình cứ đi liên tục. Ui, ông nào vừa thả tim đấy. À, ok, nhảy qua đây các bạn. Rồi, qua đây, móc qua đây. Rồi, xong rồi móc qua các bạn. Móc qua, không cần lên cục màu xanh luôn.
rồi móc ngược lại nhớ. Cái chỗ này có một đường tắt này, hồi nãy mình cũng có chỉ mọi người rồi đúng không? Rồi qua đây, rồi lên đây xong rồi nhảy lên đây luôn nha các bạn. Rồi lên đây, ui có người hạng 7 rồi kìa. Thế là mình hạng 8 nha các bạn ơi. Ôi mình hạng 8 nha các bạn ơi, tuyệt vời. Ây chà, tiếp tục các bạn ơi. Rồi cục màu xanh lẹt lại. Cục màu xanh hoài luôn, cái chỗ này rất là đơn giản luôn. Nhảy hoài là auto qua. Nhưng mà lâu lâu là ông nào dấp ăn cái chuối, bật cái chuối đó tôi dấp té cái hoài các bạn ơi, cay thật sự luôn các bạn. Rồi lên đây, rồi qua đây các bạn ơi, còn 3 phút mấy mà thoải mái các bạn. Rồi lên cầu thang. Rồi cái chỗ này cũng có một cái mèo nè, mình chỉ mọi người luôn nè. Đây nhảy qua thanh đây, mọi người không cần lên lên cầu thang kia, xong mọi người phóng lên đây luôn nha. Đó xong mọi người đi lên gục đây. Rồi cái chỗ này cũng không được, không cần phải bàn đến với mọi người rồi. Cái chỗ này là 100% là auto các bạn, 100% là win luôn á. Rồi qua luôn mà các bạn cứ đi từ từ thôi. Rồi qua đây và nhảy lên thanh tím đây á. Thanh tím mấy các bạn nguy hiểm này, từ từ thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Ok, trời ơi trời, thấy không, mình bị té thôi các bạn ơi. Đấy đấy là do hậu quả là sắp phải kiến Megalodon các bạn ơi, nó hơi vô lý tí nha. Rồi lên cục xanh xanh ấy, thế là mình sắp sắp win được các bạn ơi. Rồi nhảy ngược lại, xong rồi nhảy tới, rồi nhảy tới, nhảy tới rồi, nhưng mà cẩn thận nha, đừng nhảy quá đà nha các bạn ơi. Rồi mình hạng 7 nha các bạn. Ây chà, tiếp tục các bạn ơi, mà mọi người xem clip tới đây á, mọi người chưa like cho đi kênh á thì mọi người ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi giúp mình đạt được con số 20.000 người đăng ký nhanh nhất có thể nha các bạn. Ơ chưa, chết rồi chứ mà cái giờ bây giờ, mọi người nhìn đồng hồ thời gian kìa, mình mới để ý các bạn ơi, còn 52 giây nữa kìa. Trời trời, win được không đây, mọi người đoán xem đi, mọi người đoán đi ơi. Trời ơi cái cục này nó bị delay nữa, từ từ cái này không bị té nha, đừng có té nha, đừng có té nha. Ơi trời ơi, này thể hiện của chúng tôi hả, suốt ngày thể hiện hoài, nhảy té hoài. Từ từ, 1 2 3 nhảy. Rồi, bược quá các bạn ơi, mượt mà ngay vào luôn. Ấn like đi các bạn ơi. Quá tuyệt vời, chích ra rồi, ấn gì nữa, từ từ còn 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 có 25 giây rồi, từ từ chờ các bạn ơi. Bình tĩnh được, đi đi chụp lại chút. Chuẩn bị nhảy lên cầu thang này các bạn, chuẩn bị nhảy lên cầu thang này. Nhảy nhanh lên ông nội kia, nhanh lên, từ từ. Ông kia hạng 1 à, đỡ tôi đi, nhường tôi đi. À quên chưa, đâu làm đâu đây, đâu có chen lắng xô đẩy đâu. Rồi nhảy qua đây các bạn ơi, chết cha rồi, còn 9 giây nữa kìa. Nhanh lên, ôi thôi toang rồi. Thôi toang rồi kìa. Trời ơi, tí trời không được rồi các bạn ơi. Phe cuối thời gian sắp lên đến nơi rồi còn bị dấp nữa trời. Cái thật sự các bạn. Không cao các bạn ơi, thôi làm thêm lại cái bán mới mới cho sạch sẽ vệ sinh nha các bạn. Ok qua đây, rồi nhảy lên thang đây, qua đây. Móc luôn hai bậc luôn. Ui, bạn Linh leo tháp ghê vậy. Ui bạn này ghê đấy. Ui có vẻ là đối thủ. Ok được 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 gọi đó. Ui qua đây đừng có té nha. Ui cái chỗ vòng tròn này hơi bị nghi hiểm này. Bạn đây lên đây lên đây. Ui nó té chưa, ủa nó chưa té luôn hả, gì ghê vậy. Qua đây các bạn, nhanh lên. Trời ơi, mình chậm nó một nhịp rồi, mình chậm nó một nhịp rồi. Rồi không sao, 30 chưa phải là bánh tét chấm muối ép rồi. Ok lên các bạn ơi, cuối cùng là nó cũng bị chấp phải phải bẻ chuối các bạn ơi, ngon ngon. Rồi lên đây móc lên đây á, nó chưa té luôn à, gì ghê vậy cha nội. Ui, nhảy ghê vậy. Rồi lên luôn, nhanh nhanh. Ở cha rồi bị hụt rồi, từ từ, đợi tôi đứng mép rồi, hình như bạn ấy bị té rồi các bạn ơi. Thôi nhanh lên, chuẩn bị tới đích này. Rồi sắp win rồi các bạn ơi, sắp win rồi nha, xin nhẹ cái mở lộn, xin nhẹ cái top nha, xin nhẹ cái hàng một nha. Rồi qua đây, rồi nó quay một vòng nữa là mình tới đích luôn nha các bạn. Sắp tới đích luôn rồi các bạn ơi. Được quá. Nhảy qua đây. Rồi ok, xong rồi nhảy lên đây nha các bạn. Đấy, xong rồi mình hạng 1 ngay. Ôi, ngon ngay mà luôn. Yeah. Bây giờ mình sẽ đến đáp những cái mình của ngày hôm qua nha mọi người. Ok, comment đầu tiên đó chính là bạn Tuấn Haski stream Free Fire, what the hell. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe để làm clip cho em xem nha. Ok luôn em ơi, được quá em ơi. Cảm ơn em nha. Comment tiếp theo đi chính là bạn Anh Nguyễn. Anh bé cô thấp cực hay quá. Chúc anh đạt được 20 cái sub nha. Ok, cảm ơn em nha anh ơi. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Comment tiếp theo đó chính là bạn Quynh Đan. Mong anh ra nhiều clip về leo tháp vô cực ạ. À, ngày nào em cũng xem video anh hết á. À, chúc anh một ngày vui vẻ và đạt được 20k sub nha. Mong được lên TV. Ok, cảm ơn em nha Quynh Quang ơi. Comment tiếp theo đi chính là bạn Đốm Đơm. Ủa? Chúc anh nhanh chóng được 20 sub nha. Ok, cảm ơn em nha Đốm ơi. Ok, comment tiếp theo đó chính là bạn Thi Hình Thi Ân. Anh em leo lên được một có 161 lần à. Em sẽ đuổi kịp anh á. Ok luôn, cảm ơn em nha Thi. Rồi, comment tiếp theo đó chính là bạn Minh Ngọc. Những hồi lúc đi leo tháp gặp ban mừng quét quỷ. Ok, cảm ơn em nha. Rồi, comment tiếp theo đó chính là bạn Võ Khang. Anh ơi, lúc đầu em bắt cua dở lắm mà xem anh nên có động lực
tập bắt cua giỏi hơn anh á. Uầy, ghê vậy. Chúc anh một ngày vui vẻ. À, ok, cảm ơn em nha Bảo Khang. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình nha. Nếu các bạn lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn ơi. Ok, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi kênh mình nha. Thì chúc mọi người có một ngày tốt lành nha. Bye bye. Nhớ comment.